Chào mừng đến với mùa 2 của Học viện Skylanders, tiếp tục là những câu chuyện về cuộc sống giữa cái thiện và cái ác tại Skyland. Trong một buổi phát sóng truyền hình tại Học viện Skylanders, phóng viên đã đặt câu hỏi về siêu năng lực của từng chiến binh Skylanders. Trong khi mọi người đều có những đặc điểm nổi trội thì Spyro lại không thể hiện được điều gì đặc biệt ngoài bay và phun lửa như những con rồng khác. Điều này khiến Spyro vô cùng tự ái vì bị kém hơn so với mọi người. Vì đã hoàn thành buổi ghi hình nên thầy Aeon định đưa cô phóng viên quay trở về nhà bằng chiếc bệ phóng của mình, nhưng sự thật nó đã biến mất một cách bí ẩn. Tất cả chiến binh Skylanders tập hợp để truy tìm ra tung tích chiếc bệ phóng, mọi người đi tìm kiếm khắp nơi, đến cả con cừu non cũng không tha, nhưng vẫn không có thông tin gì về kẻ đánh cắp. Trong lúc thầy Z sử dụng máy phát hiện nói dối để tra khảo Hugo, nhưng những gì cậu ấy nói đều là sự thật. Spyro vì muốn chứng minh bản thân có siêu năng lực phát hiện nói dối nhưng lại bị máy phát hiện nói dối lật tẩy tất cả. Mọi người đều khuyên Spyro hay tự tin vào năng lực bản thân bởi họ đều thấy cậu ấy rất tuyệt vời nên không cần phải cố chứng minh điều gì hết. Phía bên này, Băng Doom đang lên kế hoạch lẻn vào nhà tù Crack để giải cứu con rối Chumpy của tên phù thủy xanh lá. Trong khi quản lý nhà tù đang vui vẻ tận hưởng buổi tiệc nghỉ hưu, đám Doom đã lẻn vào và thành công giải cứu con rối Chumpy. Nhưng vì tiếng nổ của quả bom quá lớn khiến chúng bị phát hiện, Spyro vẫn tiếp tục chứng minh siêu năng lực của bản thân bằng cách đẩy mình vào tình huống khó để năng lực có thể bộc phát. Nhưng vì gây ảnh hưởng đến mọi người nên thầy Aeon đã gọi Spyro đến phòng hiệu trưởng và quyết định đuổi học cậu ấy. Ngay khi thầy Aeon rời đi, tiếng chuông điện thoại reo và Spyro vô tình phát hiện kẻ ăn cắp bệ phóng của hiệu trưởng. Spyro giữ máy và bay thẳng đến gặp kẻ trộm rồi đấu solo 1 giờ 1 phút với hắn. Lúc này các chiến binh và thầy Aeon cũng phát hiện Spyro đang một mình chiến đấu nên nhanh chóng lên đường giúp cậu ấy. Kẻ trộm bệ phóng lại chính là một con rùa thích chế tạo bom giống như những quả dừa báo hại, cả hai đi tìm cả buổi rồi khiến cả hòn đảo phát nổ. Lúc này các chiến binh Skylanders cũng xuất hiện, đằng sau màn khói đen đó Spyro vẫn an toàn và đặc biệt hơn là những chiếc vảy rồng của cậu ấy đã trở nên không thể bị phá vỡ. Spyro vui mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy siêu năng lực của riêng mình. Cao cũng đã dùng sức mạnh của bản thân để cứu cả nhóm ra khỏi nhà tù và thành công được trở thành một Doomer chính thức như hắn mong muốn. Spyro được tiếp tục học tập và làm một chiến binh Skylanders tại học viện. Khi đang thư giãn xem TV tại nhà, F vô tình nhận được một lời thách đấu từ tên ba Saka xấu xa. Hắn cho rằng F là một kẻ yếu đuối và chậm chạp nên có thể dễ dàng đánh bại. Điều này đã khiến F tức giận đến mức phá hỏng chiếc TV duy nhất của họ. Để cho hắn biết thế nào là lễ độ, F đã luyện tập chăm chỉ và tập trung cao độ. Thầy Aeon đồng ý với quyết định của F nhưng với điều kiện cô buộc phải chiến thắng, nếu không kẻ xấu sẽ ngày càng hống hách hơn. Để có thể đến gần với chiến thắng hơn, thầy Aeon đã đề nghị F đến học khóa huấn luyện ninja của Ninjini sâu trong rừng lá đỏ. Đây cũng chính là thần tượng của F. Cô nhanh chóng lên đường tìm kiếm Ninjini vĩ đại để tham gia khóa huấn luyện. Băng Doom đang lang thang trong rừng với những đống rác, điều này khiến Cao nhớ về G5Sen trong khi Hầu Xanh đang rất vui vẻ tận hưởng những ngày không có cậu chủ. Trong khi các chiến binh Skylanders thực hiện nhiệm vụ trong cánh đồng hoang vu và chờ đợi Hugo đi vệ sinh, nhưng đợi mãi không thấy cậu ấy quay trở lại khiến mọi người lo lắng, mà không biết rằng Hugo đã bị tên Ba Saka bắt được và chuẩn bị nấu cháo Mabu tiếp sức cho trận đấu sắp tới. Cả nhóm vội chạy về báo tình hình cho thầy Aeon biết và chuẩn bị lên đường tìm kiếm Hugo. Trong khi đó, Hugo lại đang được ăn chiếc bánh ngọt to lớn do tên Ba Saka chuẩn bị với mục đích hắn muốn làm một nồi Mabu mập ú với vị bánh kem trong đó. F đang buồn chán với những trò giải trí của Ninjini, bà ấy cho rằng bản thân đã hết thời vĩ đại nên chỉ cắm mặt vào những món đồ chơi. Nhưng F lại không nghĩ vậy, cô lấy ra tấm poster của Ninjini vĩ đại và nói rằng bà ấy đã từng mạnh đến mức nào. Điều này thành công khơi gợi lại cảm hứng chiến đấu của Ninjini và cả hai bắt đầu tập luyện một cách nghiêm túc và chăm chỉ. Sức mạnh của F cũng tăng lên đáng kể, cô được học thêm nhiều kỹ năng mới để đánh bại tên Ba Saka. Tên phù thủy xanh lá vô tình tìm thấy chiếc bình thần đèn. Khi mở nó ra thì Ninjini bị hút lại khiến F vô cùng lo sợ. Đám Doom bắt Ninjini phải thực hiện điều ước của chúng nhưng phải chấp hành những quy định của thần đèn. Bông cải xanh nhanh mồm đã thực hiện điều ước thứ nhất khiến họ chỉ còn hai điều ước. Cả nhóm súng lại họp và quyết định sẽ ước tìm ra Sararoi tiêu diệt Skylanders. Nhưng Cao lại ước có G5Sen bên cạnh nên khiến mọi thứ đã dần hỗn loạn. Điều ước được thực hiện và Cao vô cùng vui mừng khi thấy G5Sen. Nhưng Hầu Xanh thì ngược lại, nó tức giận vì đang hạnh phúc sống cuộc sống đại học mà lại bị bắt đến nơi khỉ ho cò gáy này. Trong khi chúng đang thảo luận, F khuyên Ninjini hãy tự giải thoát nhưng bà ấy lại bị hút vào trong chiếc bình khiến cô hoảng sợ và xuất hiện. Trong khi Doom định tấn công F thì G5Sen đã ước mình quay lại trường học và thế là ba điều ước đã được thực hiện, Ninjini được giải thoát. Sau đó, băng Doom bị cuốn vào cơn lốc xoáy và văng ra xa, F thành công hoàn thành khóa học ninja. Bên này, khi Hugo sắp bị nấu chín thì Skylanders xuất hiện, F cũng kịp thời đến và thách đấu với Ba Saka. Vì được huấn luyện bởi một ninja vĩ đại nên cô ấy dễ dàng hạ gục hắn ta. Mọi người chiến thắng vui vẻ quay trở về học viện, Hugo mang về miếng hóa thạch theo lời thầy Aeon yêu cầu. Học viện Skylanders đón tiếp một học viên mới tên Cinder, vì cô bé cũng là một con rồng khiến Spyro khá phấn khích. Và để cô bé có thể hoàn thành tốt bài thi đầu vào của học viện nên Spyro đã đích thân kèm cặp thêm cho cô bé. Băng Doom lại bắt đầu lên kế hoạch độc ác xấu xa của chúng để tiêu diệt Skylanders. Đó chính là đi ăn nhà hàng lại bỏ trốn và để lại Cao ngu ngốc một mình trả tiền cho bữa ăn. Trong bài huấn luyện đầu tiên khi đối mặt với những kẻ xấu xa mô phỏng, Cinder lại không thể đánh bại bất cứ thứ gì, ngược lại cô bé còn nằm gọn lại để tránh bị tấn công vì quá sợ hãi. Không bỏ cuộc, Spyro dẫn cô bé đến gặp con cừu coi như một nhiệm vụ nhỏ giúp cô bé làm quen trước.
Nhưng lúc này cô bé nói ra sự thật rằng mình không có kinh nghiệm chiến đấu cũng như chưa từng dùng sức mạnh khiến Spyro vô cùng bất ngờ. Để giúp cô bé có thể phát huy sức mạnh tiềm tàng bên trong, Spyro cố gắng nói những câu khiến cô bé tức giận và thành công khiến cô ấy bộc phát sức mạnh và nó còn vô cùng tuyệt vời nữa. Sau đó, Spyro sát sao kèm cặp luyện tập cùng Cinder để cô bé làm quen với sức mạnh của bản thân, chăm chỉ luyện tập những bài chiến đấu để trở thành một Skylander thực thụ. Kể từ khi bị Saga đánh bại, nữ hoàng vàng dần trở nên khó hiểu với những nhiệm vụ ngớ ngẩn khiến Cao tức giận và muốn lên làm người nắm quyền. Trong khi bị dính đòn của Cinder nhưng Spyro lại không hề cảm thấy đau đớn bởi những chiếc vảy rồng cứng cáp đã bảo vệ anh ấy khỏi điều đó. Thầy Aeon triệu tập các chiến binh Skylanders đến quán burger để giải quyết vụ cướp. Đám cướp đã đập phá đồ đạc và đang thu gom những vật dụng mà chúng muốn. Spyro cố gắng thuyết phục Cinder hãy tấn công bởi chúng là người xấu. Nhưng điều này đã khiến cô bé cho rằng bản thân được sinh ra bởi một người xấu thì cô ấy sẽ là người xấu nên bộc phát sức mạnh khủng khiếp rồi biến mất. Đám cướp bị bắt, thầy Aeon phát hiện ra Cinder chính là con gái của vua rồng tàn ác nhất vũ trụ và yêu cầu các chiến binh hãy tìm Cinder mang cô bé quay trở về trước khi cô ấy bị người cha độc ác đó yểm bùa hắc ám mãi mãi. Trong khi Cinder đang buồn bã suy nghĩ về mọi chuyện, các chiến binh Skylander đã tìm thấy cô bé và Spyro xin lỗi về những gì anh ấy đã nói và cho rằng Cinder là một người tốt. Cô Bivet sẽ trở thành một chiến binh Skylander thực thụ. Lúc này con rồng ác ma đã xuất hiện, hắn tấn công các chiến binh Skylander và nhận ra Spyro là loài rồng kẻ thù của hắn và đã tuyệt chủng nhưng lại còn sót một đứa nên định giết nốt. Cinder đã quyết định bảo vệ Spyro và quay về học viện cùng mọi người. Cô bé hoàn thành bài thi đầu vào học viện rất tốt và được trở thành học viên của Skylanders. Đã đến ngày lễ tạ ơn, mọi người háo hức chuẩn bị đồ đạc để quay trở về nhà tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình thân yêu. Spyro tự tin cho phép mọi người mời mình về quê nhà của họ chơi trong dịp cuối tuần này, nhưng thật bất ngờ là không một ai muốn mời cậu ấy về cả. Bởi các năm trước, Spyro đã khiến gia đình họ trở nên rối tung lên và vô vàn những hậu quả khác. Cả thầy Aeon cũng từ chối đưa Spyro theo và lấy lý do kẻ xấu hoành hành nên khuyên cậu ấy ở lại để bảo vệ học viện. Băng-Dung cũng dành một ngày để tận hưởng kỳ nghỉ lễ tạ ơn, nhưng đợi đồ ăn của ớt đỏ đến hết buổi sáng chưa có khiến mọi người trở nên tức giận. Cao lại lấy lý do để được vào bếp chuẩn bị đồ ăn, điều này khiến hắn nhớ về mẹ và G5Sen không biết họ có đang nhớ mình không. Vì không có ai chịu cho về cùng nên Spyro ở lại học viện với F, năm nào cô ấy cũng tận hưởng ngày lễ tạ ơn một mình tại học viện và làm những điều cô ấy thích. Khi đang chuẩn bị đi tập luyện ninja thì Spyro than vãn không ngừng bên tai về những thứ mà khiến cậu ấy buồn và tủi thân như thế nào. Sau màn khóc lóc kể khổ đã thành công thuyết phục được F chơi cùng mình những thứ mà cậu đã liệt kê sẵn ra giấy. Cả hai có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ với nhau tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Nhưng khi F chuẩn bị quay lại luyện tập, Spyro lại rủ cô ấy vào phòng riêu vắt xem. Mặc dù bị cấm nhưng vì để Spyro không than vãn nữa nên cô đành phải làm theo ý của cậu ấy. Nhưng vì không có bộ râu của thầy Aeon nên họ phải đi nhặt từng sợi râu rơi khắp phòng để máy quét nhận diện bộ râu. Cuối cùng cũng thành công vào được phòng di vật, nhưng một sợi râu đã vô tình bay vào miệng của Spyro khiến cậu ấy khạc ra lửa và đốt cháy bộ râu, đồng thời khiến hệ thống cảnh báo vang lên, cánh cửa đóng lại khiến cả hai bị nhốt bên trong. Không có cách nào để thoát ra khiến F tức giận. Khi hệ thống gọi điện cho thầy Aeon thì thầy lại đang bận thiền. Đám đông còn mời thêm cả vợ chồng Mabu đến dự lễ tạ ơn cho đông đủ. Cuối cùng đồ ăn cũng được mang ra nhưng nó vẫn dở như ngày nào. Bông cải xanh còn mở ra cả một tờ giấy dài viết những tội ác mà hắn đã làm khiến mọi người chán nản và phải cướp tờ giấy đi để mọi người tiếp tục bữa ăn. Cao nhớ về mẹ và G5Sen, trong khi đó họ đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ lễ tạ ơn với bản đồ ăn đầy ắp. F trở nên tức giận nên đã tấn công vũ lực để mở cánh cửa. Khi nhận thấy có sự phản kháng, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ tự hủy căn phòng. Họ cần phải tìm ra lối thoát trước khi căn phòng bị hủy. F buồn bã ngồi im lặng. Spyro xin lỗi vì cậu ấy không cố ý làm điều này mà chỉ muốn tìm ra tổ tiên của mình. Nhưng khi đến trang sách về loài rồng của mình thì toàn bộ đều bị xé bỏ như thể ai đó không muốn cậu tìm lại tổ tiên của mình. Cả hai nhanh chóng hòa giải và trở nên thân thiết với nhau. Khi vô tình nói từ làm ơn thì cánh cửa được mở ra do Hugo ngốc nghếch lập trình khiến cả hai há hốc mồm. Trước khi rời đi, F làm thử vài đường với con dao mới nhưng cô tin rằng thầy Aeon cất giữ nó là có lý do rồi rời đi. Spyro lại vội cầm theo cuốn sách rồng và rời đi. Kỳ nghỉ lễ đã kết thúc, mọi người quay trở lại học viện. Thầy Aeon biết rằng sự đột nhập của Spyro và F nhưng thầy cũng vui vẻ tha thứ bởi hai đứa đã tự cứu bản thân ra khỏi phòng. Vì đã đến cuối kỳ nên Hugo phải đối mặt với hàng tá những bài kiểm tra của học viên, nó có thể khiến anh ấy dành vài ngày để chấm điểm xong bài thi. Trong khi mọi người đang có vẻ tỏ lòng cảm thông với Hugo thì anh ấy đã đưa ra một giải pháp, đó là Rocket đã chế tạo ra cỗ máy phân loại bài thi chỉ với 5 giây. Cho một tệp bài thi vào và tách đã hoàn thành. Mọi người hoài nghi về độ chính xác của nó nhưng Rocket nói rằng mình đã thử nghiệm với đống bài kiểm tra đầu vào trước đó của học viện và bất ngờ rằng nó có sai số đến 95%. Mọi thứ công nghệ đều tiêu tan, Hugo đang ủ rũ vì phải một mình xử lý hết đống bài thi này. Lúc này thầy Aeon đến và thông báo rằng đã phát hiện lỗi sai trong bài thi của các chiến binh Skylanders. Spyro cầu xin thầy vì sợ rằng mình phải thi lại nhưng kết quả là học viện đã đánh giá sai bài kiểm tra và ghi nhận người đạt điểm số cao nhất trong lịch sử, đó chính là Aesopter. Mọi người vô cùng kinh ngạc với kết quả này nhưng không quên chúc mừng anh bạn đá lửa này. Phía bên kia, Cao đề nghị nữ hoàng vàng kiếm cho mình một trợ lý và bông cải xanh là người ứng tuyển thành công.
Trong khi đó, Glamsen đang đi học tại Học viện Skylander như người thường và Ezapter chính là giảng viên, nhưng vì quá lo lắng nên cậu ấy đã nôn ra dung nham kết thúc lớp học. Ezapter mệt mỏi và cho rằng bản thân không hề giỏi như những gì bài kiểm tra đã thể hiện. Nhưng cậu lại vô tình phá một vụ án ăn trộm bánh quy của Hugo và thầy Z chính là thủ phạm chỉ trong 5 giây. Điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc và tin rằng Ezapter là một thiên tài. Nhưng mỗi khi Ezapter vận dụng trí óc như vậy sẽ khiến đầu cậu ấy đau như búa bổ. Thầy Aeon quyết định giúp Ezapter khắc phục điều đó bằng tròng kính do Rocket sáng chế ra và nó quả thực đã giúp Ezapter hết đau đầu. Sau khi nhìn những sự chuyển động trong căn phòng, dựa vào dấu vết để lại, Ezapter đã tìm ra thủ phạm đánh cắp lọ xịt dâu của thầy Aeon chính là con cừu. Phía bên này, bông cải xanh đang cố dụ Cao dẫn hắn đi mọi nơi để cây trượng có thể hấp thụ đầy đủ 5 nguyên tố. Đầu tiên là nguyên tố đất khiến đám cừu trở nên uể oải, sau đó là nguyên tố nước ở khu vực đầm lầy của quản lý nhà tù khiến ông ấy ngất xỉu. Ezapter và cả nhóm lần theo dấu vết và đã phát hiện ra kẻ đứng sau chính là Cao. Spyro khuyên Ezapter hãy về cùng mọi người để chữa trị cho quản lý, nhưng Ezapter lại cho rằng Spyro đang ghen tị với mình nên quyết định truy tìm dấu vết một mình. Lúc này, bông cải xanh cũng đã lộ ra mục đích thực sự của hắn, a chính là tìm ra lâu đài của Saza để trả thù. Nhưng nào ngờ bà ấy không hề tin thằng con trai ngu ngốc đó, mà chỉ có tên hầu xanh Glamsen mới biết địa chỉ chính xác. Bông cải xanh rời đi tìm Glamsen, lúc này Ezapter cũng xuất hiện và biết được việc bông cải xanh đang hút hết nguyên tố tại Skyland nên đã quyết định quay lại học viện. Bông cải xanh đang định hút hết nguyên tố sự sống từ quỷ lùn nhưng Cao đã kịp thời ngăn cản. Hắn ta bắt đầu hút hết nguyên tố lửa từ Ezapter nhưng các chiến binh Skylanders đã xuất hiện và kịp thời ngăn cản. Các nguyên tố được giải phóng và mọi thứ trở về như bình thường. Ezapter xin lỗi mọi người. Cao đồng ý cứu bông cải xanh bằng cách ép hắn làm tay sai cho mình và giúp trốn khỏi băng Doom sau khi biết mục đích của chúng chỉ lợi dụng mình. Trong lớp học của F, Kun và Hack bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn khó hiểu. Khi đang thực hiện bài luyện sự tập trung thì Kun lại muốn một mình giành chiến thắng nhưng lại vi phạm luật và kết quả khiến cả hai bị điểm F. Tiếp đến là lớp học của thầy Z, Kun lại phá Hack một lần nữa khi đọc toàn bộ bài văn của cô ấy lên nhưng vì lạc đề nên cả hai lại dính con F thứ hai trong ngày. Phía bên kia, Cao đang tìm cách giải thoát khỏi băng Doom nhưng sự ngu ngốc vẫn chưa hết khi vô tình va phải chiếc lon sắt và đánh thức tất cả mọi người tỉnh dậy. Từ miệng bông cải xanh và Cao biết rằng nữ hoàng vàng đang tổ chức một bữa tiệc chế nhạo dành cho mình nên phải tìm cách thoát khỏi nó. Glamsen cũng đang tập luyện làm người dẫn chương trình bởi anh vừa được nhận lời mời trong bữa tiệc chế nhạo Cao vào tối nay. Hack và Kun lại tiếp tục mâu thuẫn trong lớp học của Ezapter và cuối cùng Kun đã quyết định phá vỡ chiếc bóng để bản thân có thể làm điều mình muốn. Điều này đã khiến Hack trở nên hắc ám. Cô muốn biến tất cả học viên tại Skylander thành đội quân xác sống của mình. Bữa tiệc chế nhạo Cao được diễn ra với những câu bông đùa của Glamsen cải trang khiến mọi người phá lên cười thích thú. Kun tìm đến thầy Aeon và muốn trở thành một Skylander độc lập, nhưng cậu ấy không biết rằng một khi dùng câu thần chú và tách khỏi Hack sẽ khiến cô ấy bộc phát những tà ác sâu thẳm bên trong. Lúc này, Hack đang biến gần như toàn bộ các học viên tại Skylander bằng những cái ôm, chỉ có Spyro biết bay mới thoát được nạn. Thầy Aeon lục lọi tìm kiếm câu thần chú để giúp Hack quay trở về như ban đầu. Kun là linh vật của Hack và hai người không thể tách rời nhau, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ, vậy nên để cứu mọi người, Kun phải đọc ngược lại câu thần chú và Spyro sẽ giúp đưa cậu đến gần với Hack. Bữa tiệc chế nhạo Cao ngày càng vui hơn với những câu chuyện cười châm biếm. Cao không chịu nổi nữa và bộc phát sức mạnh khiến mọi người hoảng sợ. Cao nói ra toàn bộ kế hoạch của Nữ Hoàng Vàng và sẽ rời khỏi băng Doom. Nữ Hoàng Vàng định biến Cao thành vàng nhưng lại không thể vì sức mạnh của cậu ta đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Nhận ra điều này nên băng Doom đã vội bỏ chạy, tên dẫn chương trình cũng không cánh mà bay. Spyro đã mờ AG Kun gần đến Hack nhưng lại bị thầy Z tóm được và dính tà ác, Kun buộc phải tự mình xử lý. Cuối cùng cậu cũng đã đọc xong câu thần chú ngực và thành công khiến Hack quay trở về ban đầu. Cả hai cùng nhau hợp sức và biến mọi người quay trở lại bình thường. Mọi người quay trở về nhà, Kun và Hack cũng tâm sự với nhau và cả hai lại quay trở về làm bạn thân thiết như xưa. Trong khi mọi người đang ăn sáng tại nhà với những chiếc bánh thơm ngon thì Pop lại đổ lên chúng thứ dung dịch xanh lá kỳ lạ khiến những chiếc bánh trở nên kỳ lạ. Tính cách của Pop cũng không được bình thường khi anh ấy cư xử một cách thái quá với tất cả mọi thứ. Pop đến quán ăn trong thị trấn, sau khi ăn uống no say mới nhận ra bản thân không một xu dính túi. Kết quả là phải rửa hết đống bát chất như núi trong bếp để trả tiền cho bữa ăn. Glamsen vẫn đang chăm chỉ đến lớp học nhưng lại gặp Cao. Hắn đến tìm quỷ lùn vì muốn nó đưa mình về lâu đài của mẹ mình nhưng đã bị bảo vệ đuổi đi. Khi quay lại học viện để tham dự buổi họp thì nó đã kết thúc được một tiếng đồng hồ trước đó. Và mọi người đang chiến đấu với người gỗ đang muốn lấy món đồ trong quán để mang đi bán. Pop đuổi theo đến và lại làm hỏng mọi chuyện. Bỗng nhiên thầy Aeon thông báo có một vụ cướp tại ngân hàng yêu cầu các chiến binh giải quyết. Khi đến nơi, theo như lời khai của giám đốc ngân hàng, một tên nhỏ con với giọng nói kỳ lạ cùng những lọ ống nghiệm đã xuất hiện và khiến các đồng tiền lần lượt đi theo hắn ta. Mọi bằng chứng đang tố cáo Pop chính là kẻ cướp ngân hàng. Mặc dù các chiến binh không tin điều này nhưng bằng chứng của Rocket đã chứng minh sợi lông xanh còn dính trên đó trùng khớp với lông của Pop. Thầy Aeon buộc phải đưa Pop vào nhà giam chờ đợi tòa án xét xử. Vì phải tham dự tòa án nên Hugo đã giao lớp học lại cho Glamsen, khiến hầu xanh vô cùng vui sướng vì được làm giáo sư đứng lớp. Mà không ngờ rằng Cao đã lẻn vào và khiến lớp học bị rối tung lên. Hắn phá phách và chế nhạo sự ngốc nghếch của Glamsen. Trong khi đó, các chiến binh Skylanders đang cố gắng biện minh rằng Pop vô tội, nhưng bằng chứng Rocket đưa ra vô cùng thuyết phục và kết quả cuối cùng Pop nhận bản án 20 năm tù. Thầy Z một mực tin rằng Pop không làm điều này mặc dù bằng chứng chỉ định Pop.
Rocket phát hiện những đồng xu có điều gì đó kỳ lạ và rất có thể thủ phạm không phải Pop. Cả nhóm đến nhà tù để yêu cầu Pop nhớ lại ngày hôm đó, nhưng não cá vàng khiến Pop không nhớ gì hết. Lúc này thầy Aeon thông báo có một vụ cướp trong rừng nên các chiến binh đã nhanh chóng lên đường. Nạn nhân kể lại cũng như những gì vụ cướp tại ngân hàng và rất có thể ai đó đang cố tình đổ tội cho Pop. Theo như mảnh vải xanh lá để lại, cuối cùng thủ phạm chính là tên phù thủy với con rối Trung Pi. Rocket dùng một chiêu đã thành công đánh đuổi tất cả bọn chúng. Cuối cùng Pop được vô tội thả ra và phù thủy xanh lá bị bỏ tù. Hugo quay trở về lớp học và hoảng loạn vì sự hỗn loạn và cuối cùng G-Lamsen bị đuổi học. Cuối cùng Cao đã thành công khiến G-Lamsen quay trở về nhà cùng mình theo ý nguyện. Pop làm bữa sáng để xin lỗi mọi người và anh ấy hứa sẽ rút kinh nghiệm với sự bốc đồng của mình. Trong một lần đối đầu với con robot đang định làm hại các Mabu tốt bụng, thầy Aeon đã đứng ra bảo vệ họ bằng cách chiến đấu 1 giờ 1 phút với robot nhưng cuối cùng lại thua một cách thảm hại. Trong khi các chiến binh đang chuẩn bị bữa sáng để đến buổi tập luyện thì thầy Aeon bất ngờ ghé thăm và ngỏ ý muốn tập luyện cùng mọi người. Thầy tâm sự rằng bản thân phải luyện tập chăm chỉ để nâng cao khả năng chiến đấu, nhưng có vẻ như thầy có dấu hiệu ốm bởi cú hắt hơi đó. Không sai, hòn đảo của các chiến binh bị cách ly hoàn toàn khỏi Skylanders vì nghi ngờ có một loại virus hoành hành nơi đây. Thầy Aeon cho rằng ai đó đã lây virus sang mình, trong khi các chiến binh lại tỏ ra xa lánh với người bị bệnh duy nhất chính là thầy Aeon. Ép nghĩ cách để đánh lạc hướng thầy Aeon bằng cách khuyên thầy nên gọi điện về học viện để tăng cường bổ sung nhân lực ABR về Skylanders khi họ vắng mặt. Trong khi thầy Aeon gọi điện cho Hugo, mọi người lẻn lên tầng 2 để tránh xa thầy Aeon. Trên đường trở về nhà, Cao và G-Lamsen đến hội chợ thú cưng để tìm mua một con vật bốn chân làm quà sinh nhật tặng mẹ. Thầy Aeon đi khắp nơi tìm kiếm học trò, nhưng mãi không thấy bóng dáng ai vụt qua nơi đây cho đến khi thầy phát hiện ép. Nhưng mọi người lại vội chạy trốn để uống thuốc do Pop điều chế khiến mọi người tàng hình hết. Thầy Aeon nhận thấy ống nghiệm và khiến cả nhóm hiện nguyên hình. Kết quả là tất cả đều bị lây ốm từ thầy Aeon, mệt mỏi và buồn chán. Spyro đề xuất thầy Aeon kể chuyện quá khứ để cậu có thể biết thêm về tổ tiên của mình, nhưng thầy Aeon lại tìm cách chuồn đi để né tránh đề cập đến việc này. Cao đang lăm le muốn mua con rồng bốn đầu này, nhưng mỏ chúng khá hỗn khi liên tục chơi đùa ngoại hình của G-Lamsen. Bất ngờ thay, nữ hoàng vàng cũng xuất hiện tại đây và công bố kết quả của cuộc thi thú cưng và người giành chiến thắng cuối cùng là con rùa với những quả bom dừa. Spyro ra đề nghị với thầy Aeon. Cả hai chiến đấu với nhau, nếu cậu thắng thầy Aeon sẽ phải nói ra toàn bộ sự thật, còn nếu thầy thắng thì Spyro sẽ không bao giờ nhắc lại việc này nữa. Điều hiển nhiên, thầy Aeon dễ dàng chiến thắng đánh bại Spyro, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn không chịu từ bỏ việc tìm kiếm sự thật về tổ tiên của mình. Ở hội chợ, Cao đã cướp đi con rồng bốn đầu để và vác theo G-Lamsen bay đi. Nữ hoàng vàng định loa sử dụng con chip được gắn bên trong con rồng để lần ra dấu vết về lâu đài của Sarah. Hòn đảo của các chiến binh Skylanders đã được giải phóng, mọi người hoàn toàn khỏi bệnh, mái vòm được biến mất. Cuối cùng F chính là người lây virus cho mọi người, nhưng với sự trao đổi chất siêu tốc của cô ấy khiến cơn bệnh đã nhanh chóng tan biến. Trong buổi học tiếp theo, thầy Aeon đề nghị các thực tập sinh lựa chọn cho mình một cố vấn để kèm cặp và cùng nhau luyện tập. Năm chiến binh Skylanders nhanh chóng kết đôi với các thực tập sinh tương đương về sức mạnh để cùng nhau chiến đấu. Tuy nhiên, còn sót lại mùng thúi, bởi vì đã hết các cố vấn nên mùng thúi trở thành dự bị khi ai đó bị thương sẽ được thay thế. Đúng lúc này, công ty từ Bắc Cực quay trở về báo cáo tình hình rằng vua Pen đã bị quái vật Five Viper giam cầm. Thầy Aeon hạ lệnh mọi người tác chiến chuẩn bị và nhanh chóng lên đường đến Bắc Cực giải cứu vua Pen. G-Lamsen và Cao đã thành công quay trở về lâu đài của mẹ. Trong khi Saza đang đau đầu xử lý tên hắc ám bóng tối bao trùm khiến sức mạnh của bà ấy dần yếu đi nên không muốn nói chuyện với thằng con trai trời đánh rồi rời đi. Vì để giúp mẹ giải quyết những việc đó, Cao quyết định đi theo mẹ còn không quên để lại con rồng bốn đầu cho G-Lamsen chăm sóc và huấn luyện. Thầy Z lên kế hoạch tác chiến làm hai giai đoạn với 52 bước nghe vẻ khá gian nan. Trong khi đó, mùng thúi đã kết đôi với công ty để cùng nhau xuất trận. Cả đội nhanh chóng di chuyển đến Bắc Cực, nơi nhà vua Pen đang bị giam giữ. Ngay khi thấy các Skylanders xuất hiện, Five Viper đã nuốt chửng nhà vua và chiến đấu với các chiến binh. Nhưng lần lượt từng người bị con quái vật nuốt chửng vào bụng. Bên trong chiếc bụng to lớn của nó, một không gian tối đen như mực, nhưng may mắn tất cả mọi người đều còn sống. Nhưng tính mạng vua Pen đang gặp nguy hiểm bởi sức nóng từ cơ quan nội tạng của con quái vật sẽ khiến ông ấy trở nên yếu dần. Các thực tập sinh bắt đầu tranh cãi và đổ lỗi do công ty đã khiến tất cả mọi người gặp nạn như bây giờ. Trong khi Saza đang tiếp tục công việc kìm hãm bóng tối bao trùm thì Cao lại bất ngờ xuất hiện khiến bà ấy phải dừng lại gấp và sức khỏe dường như không thể trụ nổi nữa đến mức ngất xỉu. G-Lamsen đang tắm rửa cho con rồng và vô tình phát hiện thiết bị theo dõi. Nó thẳng tay vứt vào chậu nước và khiến hệ thống theo dõi mất dấu vết. Điều này khiến nữ hoàng vàng trở nên tức giận bởi kế hoa chi vô cùng hoàn hảo mà bà ta bày ra. Các chiến binh Skylanders đã tập hợp với thực tập sinh và còn giúp họ hiểu ra những bài học về tình bạn, với ví dụ Spyro là một điển hình trong lúc họ mới chỉ là thực tập sinh. Bỗng nhiên con quái vật tỉnh dậy khiến cả đám bị rơi xuống hệ tiêu hóa, may còn có ngón tay để bám vào thành ống. Mồm thúi liên tục ở hơi, vua Pen nhận ra điều này sẽ khiến họ có thể thoát khỏi đây, nên đã kêu cậu ấy ở hơi liên tục và thành công khiến cả nhóm thoát ra ngoài. Các thực tập sinh phối hợp với nhau và thành công hạ gục được con quái vật Five Viper, điều này cũng giúp mọi người gắn kết với nhau hơn. Theo gợi ý của G-Lamsen, Cao đã quyết định truyền cho mẹ sức mạnh ma thuật bóng tối của mình để mẹ có thể hồi phục và khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Quả thật nó đã thành công, Saza thực sự khỏe lại và tha thứ cho sự phản bội của Cao. Vua Pen đến gặp thầy Aeon để cảnh báo về việc bóng tối đang dần bao trùm phía chân trời, điều này sẽ là một mối hiểm họa của Skyland.
Spyro vẫn quyết tâm tìm kiếm thông tin về tổ tiên của mình nên đã lục lọi tất cả các sách có ghi chép về rồng để xem. Mặc cho mọi người đều khuyên cậu nên để mọi thứ tự nhiên, có lẽ sẽ tốt hơn việc biết sự thật. Thầy Z đến chấn chỉnh mọi người trong khi thầy Aeon đi vắng. Và vì đám Trung Pi đang sinh sôi nảy nở trong rừng lá đỏ nên cả nhóm sẽ đến để tiêu diệt chúng. Thầy Z mỗi khi lo lắng cực độ sẽ lại phọt ra một quả trứng. Điều này đã bị đám Trung Pi nhìn thấy là cười nhạo thầy. Bỏ qua sĩ diện sang một bên, thầy Z vẫn hoàn thành nhiệm vụ, đánh bại đám Trung Pi và bắt tên phù thủy xanh lá bỏ tù. Thầy Z buồn bã nhặt lại quả trứng rồi quay về nhà. Spyro muốn đến an ủi thầy và thấy cả tủ trứng được sắp xếp gọn gàng trong góc tường vô cùng độc đáo. Thầy Z nói rằng mỗi quả trứng này chính là hiện thân cho mỗi lần thất bại của thầy ấy. Và lần này lại thêm một quả nữa. Thầy Z nhớ lại lời người cha quân nhân của mình căn dặn mỗi lần phọt ra trứng chính là một lần thất bại và nếu như vậy thì con không phải con của ta. Thầy Z cho rằng bản thân không đủ năng lực để làm người lãnh đạo giỏi nên cả ngày buồn bã. Spyro lên kế hoạch cùng mọi người để chứng minh thầy Z là một lãnh đạo giỏi. Nhưng những hành động ngớ ngẩn của mấy đứa đã bị thầy Z dễ dàng phát hiện ra và kêu mọi người nên dừng lại. Đúng lúc này quả trứng bỗng dưng nở ra và gọi thầy Z là ba. Đối mặt với một đứa bé xuất hiện tại Skyland khiến thầy Z hoang mang lo sợ không biết sẽ trở thành một người ba tốt là như thế nào. Mặc dù vẫn đang đeo bỉm, nhưng đứa bé này lại vô cùng tinh nghịch mỗi khi không có ba ở bên cạnh. Cao muốn tìm lại những hình ảnh gợi lại kỷ niệm tươi đẹp với mẹ để treo trong phòng và vô tình phát hiện ra sự thật rằng G5Sen chính là ba ruột của Cao thông qua bức ảnh xưa cũ. Về phía học viện, mức độ tinh nghịch của đứa bé sơ sinh này khiến cuộc sống của mọi người đảo lộn còn siết cổ khiến thầy Aeon suýt chết. Thầy Aeon đã quyết định mở cuộc họp can thiệp để nói ra vấn đề về đứa bé cho thầy Z biết rằng nó thích cái ác. Nhưng vì là cha của đứa bé khiến Z vô cùng khó xử. Để thầy ấy một mình với đứa trẻ thì thấy tội cho thầy nên F đã lên kế hoạch cùng các bạn để giúp thầy chăm sóc đứa bé. Sau khi phát hiện G5Sen là cha ruột của mình, Cao đã cùng ông ấy chơi đùa vui vẻ như hai cha con bình thường khác suốt cả một ngày dài. Cho đến khi quay về nhà và từ mẹ thì biết được tất cả đều là kế hoạch của bà ấy và G5Sen không phải cha của Cao. Điều này càng khiến Cao muốn tìm ra sự thật ai mới chính là cha ruột của hắn. Khi thầy Z chuẩn bị đưa đứa bé rời khỏi nhà thì đám Jimbo đến trả lại trứng cho thầy và cho rằng ông ấy đã lấy nhầm của trứng của họ. Nhân cơ hội này, các chiến binh khen ngợi cách mà thầy Z nuôi dưỡng đứa bé vô cùng tốt là một thành công của thầy. Sau khi trả lại đứa bé cho bố mẹ ruột của chúng, cả nhóm đã quay trở lại vui vẻ như ban đầu. Trong giấc mơ, tên bóng tối hắc ám đã xuất hiện và nói với giấc mơ rằng hắn đang ở lâu đài của Saza và hãy đến để giải thoát cho hắn ta. Giấc mơ vội thức tỉnh cả nhóm dậy để thông báo một tin vui rằng đã tìm thấy lâu đài. Trên đường dẫn cả nhóm đến lâu đài, cơn bão đã khiến giấc mơ vô tình đụng phải máy bay của F và rơi xuống Skyland. Nhận ra mình vừa đụng trúng một kẻ xấu khiến F nhẹ nhõm, nhưng vô tình phát hiện giấc mơ đã bị mất ký ức và không hề biết rằng bản thân là một kẻ xấu. F đưa giấc mơ về học viện để báo với mọi người. Sau một hồi xem xét và tra hỏi, thực sự cô ấy không hề có ký ức gì về các chiến binh Skylanders khiến thầy Aeon nảy ra ý tưởng mới. Đó chính là sẽ khiến giấc mơ quay trở về làm học viên tại Skylander như ngày trước. Mặc dù mọi người vẫn khá nghi ngờ và sợ rằng giấc mơ đang giả vờ để tấn công họ nhưng vẫn đồng ý làm theo ý của thầy Aeon. Trong hoạt động đầu tiên, với trò chơi bóng cừu, giấc mơ đã tham gia một cách vô cùng tự nhiên để luyện tập với mọi người và chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Vì để cảm ơn con trai và sắp xếp một buổi họp gia đình nên Saza đã hẹn Cao ăn tối vào thứ sáu khiến cậu ta vô cùng vui sướng và tất bật chuẩn bị. Trong trận chiến thi đấu bóng cừu, các thực tập sinh vẫn giữ khoảng cách với giấc mơ bởi họ chưa hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Aesopter đã nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần của cả đội để khiến giấc mơ cảm thấy an toàn nhất. Sau đó mọi người nhận ra lỗi sai và xin lỗi giấc mơ rồi tiến vào hiệp đấu thứ hai một cách vô cùng vui vẻ. Tối đến, giấc mơ vẫn gặp tên hắc ma bóng đêm đeo bám nhưng vì đã bị mất trí nhớ khiến cô ấy không nhận ra hắn ta là ai. Phía bên này, nữ hoàng vàng cũng đã biết giấc mơ tái gia nhập Skylanders khiến bà ta vô cùng tức giận. Bà ta lên kế hoạch quay về Skylanders để bắt giấc mơ đưa chúng đến lâu đài rồi tiêu diệt cô ta. Hôm sau, trận chung kết của bóng cừu được diễn ra giữa hai đội Skylanders và Mabuko cùng náo nhiệt. Bất ngờ băng Doom xuất hiện khiến mọi người trở nên hỗn loạn, hai đội xông vào chiến đấu để tranh giành lấy giấc mơ. Băng Doom nhân cơ hội tạo sự hỗn loạn và mang giấc mơ đi, nhưng Aesopter đã dùng cú xoáy để khiến giấc mơ quay lại nhưng vô tình khiến cô ấy lấy lại ký ức và quay về với băng Doom. Thầy Aeon ra nhiệm vụ cho các Skylanders cần phải nhanh chóng ngăn cản Doom lại trước khi chúng thực hiện âm mưu đen tối. Những hành vi kỳ lạ của thầy Aeon đã khiến F đặt nghi vấn về những sự thật mà thầy đang che giấu. Tại tòa lâu đài, Saza đang chuẩn bị thông báo sự thật về nguồn gốc của Cao thì tiếng chuông cửa đã ngăn cản họ. Băng Doom đã xuất hiện rồi biến Saza bằng vàng rồi bắt Cao và G5Sen lại để chiếm quyền quản lý tòa lâu đài. Trong khi Spyro đang lang thang suy nghĩ về những hành xử kỳ lạ che giấu bí mật nào đó của thầy Aeon thì vô tình gặp thầy Z đang truy đuổi kẻ xấu gần đó. Vì chiếc máy của thầy nhận diện Spyro là kẻ xấu nên thầy đã đến đây. Ngay khi chuẩn bị quay về thì xe của thầy Z lại bị hỏng, may mà có dốc két xuất hiện kịp thời và thành công sửa chữa nó giúp thầy Z có thể quay về học viện. Nhưng bởi đây chính là lĩnh vực mạnh nhất của thầy Z mà lại bị một người khác vượt mặt khiến thầy vô cùng tự ti nên đã quay đi mà không một lời cảm ơn. Tại học viện, mọi người cũng đang phàn nàn về những vật dụng bị hỏng một cách khó hiểu khiến cuộc sống của họ gặp nhiều rắc rối. Thầy Z quay về kịp thời và cho rằng bản thân có thể sẽ sửa chữa được những thứ đó một cách nhanh chóng. Nhưng thầy Aeon quyết định cho Rocket gia nhập nhóm để hoàn thành nhiệm vụ lần này bởi cô ấy là thiên tài về kỹ thuật. Điều này càng khiến thầy Z khó chịu hơn. Trong khi bị giam trong phòng, G5Sen vẫn vui vẻ chơi cờ.
Cao thì lo lắng sẽ bị Băng Doom đánh bại và chiếm tòa lâu đài. Glumsen quyết định giúp cậu chủ bằng cách kể câu chuyện nhàm chán của cậu cho đám lính gác để chúng lăn ra ngủ và trốn thoát một cách dễ dàng. Nhà tù Crag có thông báo trục trặc về hệ thống cửa khóa buồng giam, các chiến binh Skylanders nhanh chóng xuất hiện để xử lý. Trong khi thầy Zed vẫn đang phân vân tìm mấu chốt vấn đề thì Rocket đã tìm ra lỗ hổng và xử lý chúng. Nhưng trục xoay quá lớn chỉ riêng sức mạnh của cô ấy là không đủ, cánh cửa vẫn được mở, đám tội phạm đồng loạt dồn họ vào đường cùng. Thầy Zed muốn thể hiện khả năng của bản thân nhưng chiếc súng của thầy lại gặp trục trặc. Tuy nhiên Joker đã nhanh trí tận dụng chiếc bánh để dụ tất cả đám tội phạm vào một buồng giam và khóa chúng lại. Trục xoay cũng hoàn thành việc sửa chữa, cả nhóm quay lại học viện. Lúc này dường như tất cả hệ thống máy móc đều trở nên hỏng hóc. Đến các cánh cửa dịch chuyển cũng trở nên mất kiểm soát, điều này sẽ khiến toàn Skyland gặp nguy hiểm và họ cần nhanh chóng sửa chữa lại những cánh cổng. Những tên tội phạm xấu xa đột nhiên xuất hiện thông qua các cánh cửa dịch chuyển. May mắn Spyro đã kịp thời quay trở lại để giúp đỡ mọi người và thành công đá đít chúng ra khỏi Skyland. Trong khi thầy Zed và Rocket lại tiếp tục tranh cãi thì đã vô tình bị di chuyển đến tâm ánh sáng thông qua cánh cửa dịch chuyển. Tuy nhiên nhờ tình cảnh này mới giúp cả hai thành thật nhận ra hành động quá đáng của bản thân sẽ khiến mọi người gặp rắc rối. Ngay khi Rocket đang sửa chữa cánh cổng và vô tình dịch chuyển tên robot đến tâm ánh sáng, thầy Zed vì quá sợ hãi nên đã phọt ra những quả trứng, nhưng chính những quả trứng này đã tiếp thêm sức mạnh phép thuật cho tất cả chuyện này và thành công khiến cả hai quay lại học viện. Nhận ra sức mạnh của trứng, thầy Zed liên tục đẻ trứng làm mọi cỗ máy hoạt động trở lại bình thường. Các chiến binh Skylanders đã hoàn thành nhiệm vụ thành công bảo vệ Skyland. Ngay khi quay lại, thầy Aeon đã quyết định nói ra toàn bộ sự thật về tổ tiên của Spyro. Loài rồng có nhiệm vụ bảo vệ tâm ánh sáng và thầy Aeon có nhiệm vụ bảo vệ rồng. Nhưng trong đêm đại chiến, thầy Aeon đã thất bại khi tên hắc ám bóng đêm đã trỗi dậy, hắn định chiếm toàn bộ thế giới, dùng ma thuật hắc ám để hủy diệt tâm ánh sáng. Để ngăn cản điều này, thầy Aeon đã buộc phải quyết định đưa rồng đến một vương quốc khác để bảo vệ tâm ánh sáng, nhưng thầy ấy cũng không biết đã đưa họ đến đâu. Điều này đã khiến Spyro tức giận và bỏ đi vì cho rằng thầy Aeon đã tiêu diệt tổ tiên của mình. Cao đã thành công đến phòng thiền của mẹ để mở cuốn sách nhưng tên hắc ma bóng đêm xuất hiện và định lợi dụng cậu ta. Tên hắc ma bóng đêm nói rằng hắn chính là cha ruột của Cao và Sa Ra là kẻ phản bội khi cặp kè với Aeon và giam cầm mình ở đây mãi mãi. Cao ngu ngốc tin vào những điều bịa đặt đó và vui sướng khi tìm được cha ruột. Hắc ma bóng đêm đã truyền sức mạnh cho Cao để xử lý đám Doom đang có âm mưu xâm chiếm lâu đài. Vì đã có sức mạnh của bóng đêm nên Cao vô cùng mạnh, hắn ta đuổi cổ hết tất cả bọn chúng. Riêng nữ hoàng vàng bị hắn nhốt trong một quả bóng rồi đá khỏi lâu đài. Spyro sau khi biết sự thật từ thầy Aeon đã bay đến đảo rồng để tìm vua rồng với hy vọng sẽ biết được vương quốc mà tổ tiên của mình. Nhưng đời nào hắn chịu nói ra sự thật, ngược lại vua rồng còn quyết tâm tiêu diệt Spyro đến cùng để khiến loài rồng của cậu ấy tuyệt chủng hoàn toàn. Nhưng những chiếc vảy không thể phá vỡ và là một loài rồng không thể cháy đã giúp Spyro thoát khỏi nanh vuốt của hắn ta. Nhưng khi vua rồng dùng ba mẹ của Spyro để dụ cậu xuất hiện, đây cũng chính là điểm yếu lớn nhất của Spyro và cậu ấy đã bị hắn ta bắt được. Thầy Aeon cũng đã cảm nhận được Spyro đang gặp nguy hiểm nhờ bộ râu siêu năng lực. Các chiến binh đều đã biết sự thật nhưng họ cho rằng ai cũng đều mắc sai lầm và họ tin thầy Aeon đã lựa chọn đúng đắn. Khi mọi người chuẩn bị lên đường cứu Spyro thì vua rồng xuất hiện và nói rằng nếu không giao con gái của hắn trước hoàng hôn thì Spyro sẽ nhận một cái chết thảm khốc. Cao đã hóa giải lời nguyền vàng cho mẹ và tự tin với năng lực xấu xa của bản thân vừa được cha truyền con nối. Chưa để Sarajai thích, Cao đã trách mắng mẹ ghét mình bởi vì cậu khiến bà ấy nhớ về tên hắc ma bóng tối. Để nhanh chóng tiêu diệt Skyland, Cao đã đến gặp cha để giải thoát cho ông ấy, nhưng sức mạnh của cậu Avas chưa đủ để hóa giải nó. Chỉ còn một cách khác chính là đưa một chiến binh Skylander thuần khiết và hùng mạnh nhất đến để ông ta hút hết năng lượng ánh sáng thì mới có thể thoát ra ngoài. Cao vội đến đảo rồng để yêu cầu vua rồng trao Spyro cho mình, nếu không sẽ mách với cha là hắc ma bóng đêm. Nhắc đến cái tên quen thuộc này khiến vua rồng có chút hoang mang nên đã đồng ý. Lúc sau, các chiến binh Skylanders đã xuất hiện và tấn công vua rồng, nhưng hắn ta lại giả vờ yếu đuối để mang con gái quay về. Lúc này Spyro đã bị mang về lâu đài để tên hắc ma bóng đêm hút năng lượng ánh sáng. Sau khi bị hút năng lượng, Spyro trở nên đen tối và xấu xa, tên hắc ma bóng đêm cũng đã được giải thoát. Glumsen mang bánh trái đến cho mọi người ăn để nhân cơ hội cho bà chủ đến Skyland kêu gọi sự giúp đỡ. Và để có thể đánh bại hắc ma bóng đêm một lần nữa, họ cần phải tập trung nguồn lực lớn mạnh và bảo vệ tâm ánh sáng bằng mọi giá. Thầy Aeon đã quyết định tiết lộ sự thật bằng cách cởi chiếc nón và dấu sao trên trán của ông ấy giống hệt với Cao. Một bí mật chấn động đã được tiết lộ, hãy chờ đón phần 3 để biết ai là cha ruột của Cao nào.